Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tặng quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Huyện ủy Kim Động, Văn Lâm và Đảng ủy Công an tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Doanh nghiệp đánh giá cao thị trường tiêu thụ tại tỉnh Hưng Yên. Công an huyện Văn Giang đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Cảnh giác với cháy nổ dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước đã trao quà Tết cho hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Tổng kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã trao 81 suất quà tặng hộ nghèo xã Trung Hòa, 50 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Mỗi suất bao gồm quà và tiền mặt với trị giá 1,3 triệu đồng. 119 suất còn lại sẽ giao cho các xã, thị trấn lựa chọn và ủy quyền cho Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mỹ trao tặng cho các hộ nghèo. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước vui mừng trước những thành tích mà huyện Yên Mỹ đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời biểu dương sự quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua của tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Yên Mỹ nói riêng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Tổng kiểm toán nhà nước gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Chúc các hộ đón Tết cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống, mạnh dạn phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Kim Động tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng của huyện đạt 9,58%, thu ngân sách đạt hơn 800 tỷ đồng, đạt 156% kế hoạch, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, có 7 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra 2 cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng, 22 đảng viên. Về nhiệm vụ năm 2023, huyện Kim Động tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị nghị quyết của cấp trên, nhất là công tác xây dựng tổ chức đảng, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp tư nhân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, công trình giao thông thủy lợi, tăng cường quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng trong sáng nay, huyện ủy Văn Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2022, cấp ủy các cấp và chi bộ tại Văn Lâm đã kiểm tra 63 đảng viên và 133 tổ chức đảng, tăng 20 đảng viên và 102 tổ chức đảng so với năm 2021. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 29 đảng viên và 130 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về hạn chế, khuyết điểm, phát hiện và thi hành kỷ luật 3 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo khiếu nại về kỷ luật đảng. Năm 2023, huyện ủy Văn Lâm tập trung kiện toàn ủy ban kiểm tra huyện ủy, tổ chức triển khai quán triệt các văn bản quy định của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục ra soát để bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn diện. Chiều qua, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí, lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, công tác bảo đảm an ninh trật tự. Qua đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, có 5 trên 28 tổ chức cơ sở đảng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2022, toàn ngành đã triển khai trên 8.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 222.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện vi phạm về kinh tế gần 86.000 tỷ đồng, trên 8.700 hectare đất, trong đó kiến nghị thu hồi trên 26.000 tỷ đồng và trên 579 hectare đất, giải quyết 22.600 vụ khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,8%, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 8,5 tỷ đồng, 8,3 hectare. Có 39 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, phát hiện 51 vụ việc với 83 người liên quan đến tham nhũng. Tại tỉnh Hưng Yên, thực hiện trên 120 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý về mặt kinh tế số tiền gần 32 tỷ đồng, gần 136.000 mét vuông đất, đề nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc. Năm 2023, toàn ngành thanh tra sẽ nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường thực hiện bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp, trình cấp 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, tham mưu phê duyệt hơn 200 hồ sơ xác định giá đất, trình phê duyệt 28 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, phối hợp giải quyết vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, tham mưu tỉnh thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021-2025 và thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu năm 2023, Sở quan tâm giải quyết các vấn đề về xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vi phạm về đất đai, giải phóng mặt bằng, tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung lựa chọn các vấn đề lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để xử lý, giải quyết dứt điểm hiệu quả, đánh giá hiện trạng sử dụng đất ngầm trên địa bàn tỉnh để có phương án quản lý hiệu quả, tiến hành khảo sát đánh giá trữ lượng tài nguyên đất, cát để có phương án cấp phép khai thác theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã đầu tư xây dựng khu công viên Nam Hòa tại phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên với quy mô gần 25.000 m2. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư được triển khai với các hạng mục như cải tạo các khu vực cây xanh thành khu vui chơi cho trẻ em, tạo đồi cỏ nhân tạo và sân cỏ nhân tạo trên nền bê tông, lắp đặt hệ thống thiết bị vui chơi ngoài trời, cải tạo đoạn đường dạo, lắp thiết bị chiếu sáng, hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 95% khối lượng công việc và đang triển khai các phần việc còn lại để bàn giao và đưa vào sử dụng một số hạng mục ngay trong Tết Quý Mão năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên có mức tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của cả nước, thể hiện rõ nhất là cuộc sống, thu nhập của người dân được nâng cao. Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng thị trường tiêu thụ của tỉnh Hưng Yên. Từ nhiều năm nay, Hưng Yên luôn là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Hồng về thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch ngói, đất sét nung của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt. Năm 2022 là thị trường Hưng Yên là một trong cái tỉnh có doanh thu sản phẩm gốm đất Việt nhiều nhất. Kế hoạch của tổ hợp gốm đất Việt ấy, thì năm 2023 là sản phẩm truyền thống thì giữ khoảng từ 65 đến 70%. Còn lại là 30, 35, thậm chí 40% là tạo ra cái mẫu mã mới, sản phẩm mới.
là doanh nghiệp khoa học công nghệ mang thương hiệu Việt trong những năm qua, gốm đất Việt không ngừng đầu tư máy móc công nghệ để nâng cao chất lượng, nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh, đẩy mạnh phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Qua 12 năm hoạt động, doanh nghiệp đã được tặng hơn 60 giải thưởng của Đảng, Nhà nước và của các bộ ngành trung ương, các tổ chức xã hội, hơn 60 giải thưởng của các tổ chức quốc tế, kỷ lục quốc tế và kỷ lục Việt Nam. Năm 2022, gốm đất Việt vinh dự được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Hiện sản phẩm đã được tiêu thụ tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, gốm đất Việt là doanh nghiệp sản xuất gạch ngói, đất sét nung có thương hiệu số 1 Việt Nam với đa dạng chủng loại mặt hàng đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ những công trình mang ý nghĩa lịch sử to lớn như khu nhà sàn, nhà thờ Bác Hồ, khu K9, công trình trên quần đảo Trường Sa cho đến sản phẩm phục vụ nhà ở của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc. Thời điểm hiện tại, nông dân các địa phương huyện Khói Châu đang tập trung thu hoạch hoa quả, nông sản bán vào dịp Tết. Đối với các diện tích chuối, nhiều hộ dân ở xã Tứ Dân, huyện Khói Châu phấn khởi vì giá bán chuối cao, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân nơi đây. Toàn xã Tứ Dân hiện trồng 400 mẫu chuối tiêu hồng và chuối tây, tập trung tại thôn 5 mẫu và thôn Phương Trù. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, xã Tứ Dân cung ứng ra thị trường khoảng 40.000 buồng chuối với giá bán tại ruộng từ 250 đến 300.000 đồng một buồng, cao hơn gấp 2 lần so với các thời điểm khác trong năm. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân phân loại buồng chuối có quả to, mẫu mã đẹp và sáng có thể bán được giá cao hơn từ 400 đến 450.000 đồng một buồng, đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân như gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Công trồng từ 7 đến 10 mẫu. Vụ chuối Tết được xem là vụ thu hoạch quan trọng và có giá trị nhất trong năm nên giá chuối tăng khiến cho bà con rất phấn khởi. Hiện bà con nông dân tiếp tục có nhiều biện pháp bảo vệ để đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Huyện Ân Thi vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo năm 2022. Trong đợt này, toàn huyện có 8 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết thuộc 7 xã gồm Văn Nhuệ, Đa Lộc, Xuân Trúc, Đào Dương, Bãi Sậy, Tân Phúc và xã Hoàng Hoa Thám. Sau hơn 2 tháng xây dựng, các căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình sử dụng để ổn định cuộc sống. Các căn nhà được xây dựng trên diện tích sử dụng từ 30 đến 50 m2, kinh phí từ 200 đến 350 triệu đồng. Trong đó, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Trong quá trình xây dựng, bà con lối xóm và họ hàng các gia đình cũng góp ngày công lao động. Việc khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo đúng dịp đón Tết Nguyên đán thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các cấp, các ngành của huyện Ân Thi tới các hộ nghèo, giúp họ vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, vui Tết đón xuân đầm ấm. Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang là địa bàn phức tạp với khoảng 10.000 lao động từ khắp nơi tới làm việc tại dự án Vinhome. Thời gian qua, công an địa phương tăng cường ra quân mở các đợt cao điểm kiểm tra, rà soát để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Đấy ở chỗ bàn ấy tên là Hoàng, nó ở Sơn La, nhưng mà cũng không quen biết ông đấy. Lúc ấy ở trọ gần nhau cùng nhau ấy, bà ấy bảo bán ma túy lộ tớ cho sử dụng. Ta gói một gói là 100.000. Lò Văn Thành, quê tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và đang làm công nhân xây dựng tại dự án Dream City. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Thành bị công an huyện Văn Giang bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 33 viên ma túy có tổng khối lượng 1,354 gram. Đối tượng khai nhận từng mua và bán ma túy cho các công nhân khác tại công trình đang làm việc. Trong thời gian qua, lực lượng công an tỉnh, công an huyện Văn Giang và công an xã Nghĩa Trụ đã mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại xã Nghĩa Trụ. Kết quả khám phá 44 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, 10 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ gần 90 đối tượng. Trong đó riêng xã Nghĩa Trụ có 40 vụ việc được triệt phá. Trong đợt dịp Tết Nguyên đán này, công an huyện Văn Giang đã phối hợp với cả lực lượng công an xã đi tuần tra, kiểm tra các tuyến đường, các tụ điểm về phức tạp về an ninh trật tự ở trên địa bàn huyện Văn Giang. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, cờ bạc, pháo nổ, ma túy. Khi có sự việc xảy ra thì sẽ huy động lực lượng để đi giải quyết các vụ việc. Đây là một buổi tuần tra của các chiến sĩ công an xã Nghĩa Trụ. Trong đó đã tuyên truyền tới các hộ dân trên địa bàn xã đảm bảo an ninh trật tự, bảo quản tài sản. Đặc biệt, các hộ kinh doanh đều phải ký cam kết về phòng cháy chữa cháy, không gây rối trật tự công cộng, khuyến khích người dân tố giác tội phạm, trộm cướp và các đối tượng tàng trữ sử dụng chất ma túy.
Khi mà khách hàng ăn uống tại nhà hàng mà có hơi quá chén một chút thì nhà hàng cũng luôn là khuyến khích khách hàng là đi taxi, không tự lái xe. Tại vì như vậy thì thứ nhất là không đảm bảo an toàn cho bản thân, thứ hai là cũng vi phạm những cái quy định của pháp luật. Số công nhân là người ta vào mua bán một lúc là cũng khá đông, cho nên cái việc mà bảo quản tài sản ấy thì một gia đình là hơi khó, có khi phải kèm theo khoảng mấy người nữa thì mới bảo quản được. Hệ thống camera nhà tôi là coi hiện nay là lắp 6 mắt đấy, chứ không là coi là cứ mất trộm cắp liên tục ấy mà. Tình hình an ninh trật tự của địa phương thì trong cái khu dân cư đến thời điểm hiện tại là cũng vẫn đang ổn định, vẫn chưa có cái dấu hiệu gì. Còn đối với ở trong cái công trường thì do là lực lượng anh em cũng mỏng, lực lượng công trường nó rộng nên là cũng còn có nhiều cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình để quản lý cái đối tượng lao động từ các tỉnh ngoài đến. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra những vụ việc tai nạn xã hội là cơ sở để nhân dân đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm. Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai, mà khi đã xảy ra thì hậu quả rất khôn lường. Và sau một số vụ cháy, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ dù đã đầu tư hệ thống phòng chống cháy nổ nhưng vẫn mang tính hình thức và đối phó mà chưa thực sự quan tâm đến việc xử lý triệt để vấn đề cháy nổ. Phản ánh tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hảo. Đây là khu nhà xưởng tái chế nhựa vừa được dựng lại trên nền nhà xưởng bị cháy cách đây 2 năm. Nguyên nhân được xác định là do chập điện. Bà Nguyễn Thị Láng, chủ của một trong 10 xưởng bị cháy thừa nhận do sự lơ là, thiếu cẩn trọng là nguyên nhân dẫn đến cháy và chỉ đến khi bị thiêu rụi hoàn toàn mới nhận ra là so với thiệt hại do cháy gây ra thì chi phí cho đầu tư hệ thống này không thấm tháp gì. Nếu như mà nói về đầu tư vào cái phòng cháy chữa cháy thì mình không bao giờ nghĩ về tiền của cả. Có đầu tư 100 triệu nhưng mà cũng so với cái mất mát thì không đáng kể gì mấy lại sự việc xảy ra. Chứ nếu mà mình không có cái này mà không may nó xảy ra như nhà tôi lần trước ấy thì không thể làm mà cứu chữa được. Tuy vậy, sau khi dựng lại nhà xưởng xong, hệ thống chống cháy cũng chỉ đơn giản là hệ thống nước, máy bơm và máy phát điện mà thôi. Trong khi đó vẫn còn tồn tại khá nhiều nguồn cháy như không có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, thậm chí ở và nấu ăn ngay tại xưởng. Còn tại hộ tái chế này, lửa cháy cả ngày ngay cạnh rất nhiều vật dễ cháy như bao, vải, sấy. Thế nhưng cả xưởng không có bất cứ một thiết bị phòng chữa cháy nào. Đây là các cơ sở đã đang đốt lưới, nguy cơ cháy nổ rất cao. Do đó là chúng tôi sẽ lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Nếu không thực hiện được thì chúng tôi sẽ tham mưu cho các ngành các cấp yêu cầu đình chỉ hoạt động của cơ sở theo quy định pháp luật. Nếu cơ sở cố tình không chấp hành thì chúng tôi sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật. Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử hiện có 146 hộ chuyên buôn bán kinh doanh tái chế nhựa. Các nhà xưởng nằm san sát liền kề nhau, nằm lẫn trong khu nhà ở. Trong khi đó, nguyên liệu đều là vật dễ cháy, chất đầy kho, thậm chí còn chất cao tràn lan ra ngoài sân, hành lang đường, sát với đường điện. Trong khu tái chế, nguồn lửa luôn tồn tại. Tuy nhiên, hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây hầu hết chỉ dừng lại ở trang thiết bị chứa nước chữa cháy, không hề có hệ thống phòng ngừa, cảnh báo hay phun nước tự động khi xảy ra cháy. Còn bình chữa cháy chỉ mua để đó để đối phó. Cũng có một số hộ đã chấp hành rất là nghiêm, nhưng còn một số hộ thì cái công tác đó vẫn cứ lơ là chủ quan. Thì trước mắt là chúng tôi tuyên truyền, sau đó là vận động các hộ phải mua trang thiết bị về để phục vụ cho công tác phòng chống cháy nổ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng có những biện pháp rất mạnh, là đối với những hộ nào mà không đủ điều kiện chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý hoặc là dừng kinh doanh. Hiện có rất nhiều hộ sản xuất ở đây vẫn kết hợp với nhà ở. Với thực trạng này thì cháy nổ có thể bùng phát bất kể lúc nào. Vì thế rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, kèm theo những biện pháp kiên quyết với những hộ này để sản xuất phải luôn đi đôi với đảm bảo an toàn.